Ba lý do mà các anh nên thả rông thằng nhỏ trước khi đi ngủ nhá. Thứ nhất đó là để cho cơ thể mình được thoải mái và thư giãn. Thứ hai đó là để cho cái môi trường sản xuất nòng nọc của các anh nó trở nên tuyệt vời nhất và thứ ba đó là sẽ hạn chế mắc những cái bệnh nam khoa cho các anh các anh nhá. Nên là hãy nhớ giúp em Quỳnh là nhớ thả rông thằng bé trước khi đi ngủ nhá. Em đang yêu một ông sếp 48 tuổi, không vợ con luôn chị ạ. À? nhưng mỗi tội hơi chán là đang chiến đấu lại bị mềm ôi rồi ôi đã là sếp rồi lại còn không vợ con thì còn gì bằng nữa hả em nếu mà như thế năng lực kém như thế thì cứ bảo sếp của em dùng ngay cái viên hầu vương ngô ích của chị nhá chị đảm bảo với em tống giang là cũng thành võ tòng luôn đấy cô gái nha nhắn tin ngay cho chị nhá người có tài nhưng mà cần gặt số lại hơi bé với không có tài cho lắm mà cần gặt số lại to thì chọn ai hả chị quỳnh nếu như em là một người phụ nữ mà có kinh tế rồi mà nhu cầu của em khá là cao thì chị nghĩ em chỉ cần chọn một chàng trai À, không cần có tài quá nhiều nhưng có thời gian và cái cần gặt số ngon để thỏa mãn cho chính mình là được. còn nếu như em là một cô gái mà kinh tế cũng chưa vững và cần một chàng trai để bao bọc chở che và dựa dẫm vào thì chị nghĩ là em nên chọn một người có có tài này có ý chí tuy nhiên những người có tài và có ý chí thì người ta lại phải tập trung vào làm ăn mà đã tập trung vào làm ăn thì hay phải thức khuya dậy sớm mà thức khuya dậy sớm thì thông thường là hay yếu em nhá còn nếu như mà em đã chọn một người là chàng trai mà có ý chí rồi thì có thể bổ sung những cái dòng thực phẩm để làm cho anh ấy khỏe hơn còn bổ sung cái gì thì cứ nhắn tin cho chị nhá em quỳnh ơi yêu dưới nước thì có thú vị không Ừ, thực ra thì nếu như mà anh cứ trả bài trên cạn lâu rồi mà anh chưa xuống nước thì anh xuống thử đi anh hỏi em làm gì vì đấy là một cái phương pháp để mình có thể thay đổi cái cuộc yêu của mình cho nó trở nên thú vị hơn tuy nhiên thì ở dưới nước thì em nghĩ là nó cũng sẽ nói chung là bạn nào mà khô quá bạn nữ khô quá thì xuống nước thì bạn ấy cũng đỡ sẽ sẽ phải đỡ tiết nước thì chắc là em nghĩ là thú vị đấy còn khi mà mình trả bài dưới nước thì mình phải chọn cái nguồn nước nó sạch sẽ một chút chứ không phải là nước nào cũng chiến đấu được là rất dễ gây viêm nhiễm anh nhé còn em nghĩ nó sẽ rất thú vị đấy anh ạ. Mình ơi, tại sao khi còn trẻ ai cũng từng tự làm bằng tay một lần em nhỉ? Thì anh không biết cái cảm giác là khi mình đã quay thì thông thường kiểu gì chẳng chờ đúng không anh mà cái cảm giác chớ đấy thì thông thường là sẽ đưa các anh lên fan xipang mà cái cảm giác sung sướng như thế thì ai chẳng muốn chạm tới đúng không ạ nên cái việc mà đàn ông hay phụ nữ tự làm bằng tay từ cái lúc mà chưa có người yêu hoặc chưa trả bài bao giờ là cái điều hết sức bình thường tuy nhiên thì với phụ nữ thì không sao nhưng đàn ông nếu mà cứ tự làm quá nhiều thì sau này mình dễ dẫn đến là chớ sớm nên các anh cũng hạn chế thôi một tuần khoảng hai ba lần thôi là được các anh nhá còn anh nào mà đang chớ sớm rồi mất tự tin ý thì cứ nhắn tin cho em quỳnh em quỳnh hỗ trợ nhá quỳnh ơi à, khi sử dụng xì thì có ảnh hưởng gì đến cô bé của vợ anh không à anh ơi cái này thì anh hoàn toàn yên tâm Cái sản phẩm gì là cái sản phẩm giảm độ nhạy cảm ở đầu thằng nhỏ cho anh Và khi nó đã có cái cảm giác tê tê nóng nóng tưng tưởng rồi Thì anh đi rửa sạch giúp em Sau đó anh chiến đấu Thì thậm chí là chị nhà còn không phát hiện ra là anh sử dụng cơ Cái này ý, trừ khi là anh không rửa Thì cô bé mới cảm thấy là tê tê Chứ còn nếu như mà anh rửa sạch sẽ Thì đến chị nhà cũng không phát hiện ra Nên anh cứ tự tin và chiến đấu anh nhá Còn anh nào mà cứ đang bị xuất sớm với cả ra sớm Thì cứ nhắn tin cho em Quỳnh nhá Quỳnh ơi, phụ nữ các em thì có bao giờ làm bằng tay không? Ơ, à, anh ơi, đàn ông các anh cũng làm bằng tay Thì chị em chúng em làm bằng tay cũng là điều bình thường mà Đối với một người phụ nữ thì có rất nhiều cách để có thể tự làm Tự làm bằng dụng cụ này Tự làm bằng những loại hoa quả có gai hoặc là cong ví dụ như chuối Hoặc là quả mướp đắng này Hoặc thậm chí mỗi đôi bàn tay thôi là cũng đủ rồi anh nhá Đàn ông và phụ nữ thì ai có thể nhịn chuyện đó lâu hơn? Theo nghiên cứu khoa học nhá, thì đàn ông có thể nhịn chuyện đó trong vòng 1 tuần và kịch kim nhất đó là 3 tuần thôi. Còn đối với chị em phụ nữ chúng em thì ở một đẳng cấp khác, đó là 3 tháng các anh nhá. Và kịch kim ấy thì nó còn có thể lên đến vài năm cơ. Nên ấy nếu để nói về cái nhịn chuyện đó thì các anh chưa là gì với chị em chúng em đâu các anh nhá. Em yêu anh này được 2 tháng rồi. Anh này có ý định chiến đấu với em nhưng mà cứ đòi chén trên ô tô thì sao hả chị Quỳnh? Chị hỏi thật nhá, là em có tình cảm thật với chàng trai này không và em có muốn cho anh ấy chén không? Nếu như mà em xác định với chàng trai này rồi mà muốn cho anh ấy chén thì chén ở đâu chẳng được, nhà nghỉ, khách sạn, ô tô hay là ở phòng ngủ chỗ nào cũng được hết em ạ. Cái chủ yếu là em muốn sao thôi cô gái nhá.